Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá XTV. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là đội tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức chúng ta đã phải dừng bước ngay tại vòng bảng rồi. Bởi vừa qua với một trận thua với tỷ số 1-3 trước đội tuyển U23 Ả Rập Xút, thì đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể có được cái vị trí thứ ba xuất sắc nhất trong số 4 đội bóng hiện nay và đành ngậm ngùi nhìn những đội bóng như là Myanmar, những đội bóng như là Thái Lan hay là Indonesia họ đi tiếp. Một trận đấu quá khó khăn dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và mặc dù tỷ số là 1-3, có thể nói rằng là cũng có thể tạm chấp nhận được dành cho đội tuyển Olympic Việt Nam của đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Thế nhưng nếu như chúng ta cùng chứng kiến tất cả những cái diễn biến vừa qua của trận đấu này, thì rõ ràng tỷ số đó vẫn chưa phản ánh hết được cái thực lực của cả hai đội. Rõ ràng là với Ả Rập Xút, nếu họ may mắn hơn và họ dứt điểm một cách quyết đoán hơn nữa, thì tỷ số tôi nghĩ rằng sẽ còn đậm hơn khá nhiều. Ở trong những trận đấu vào buổi tối ngày 24 tháng 9 vừa qua, đội tuyển Olympic Indonesia mặc dù thua đội tuyển Olympic Triều Tiên, thế nhưng họ vẫn có được tấm vé đi tiếp. Trong khi đó thì các đại diện khác như Thái Lan thì có một trận hòa với tỷ số 1-1 vừa đủ trước Kuwait để cũng có được tấm vé để tiến đến vào vòng loại trực tiếp. Và đặc biệt một đội bóng mà chúng ta cũng đang rất mong chờ rằng họ sẩy chân, đó chính là Myanmar. Thế nhưng cuối cùng thì đội bóng này cũng có được một trận hòa với tỷ số đó là 1-1 trước đội tuyển U23 Ấn Độ. Mặc dù bị dẫn trước, thế nhưng đội tuyển U23 Myanmar vẫn cho thấy được rằng là họ đã rất nỗ lực, rất cố gắng để có thể là bảo toàn được cái tỷ số này. Cuối cùng thì họ cũng đã có mặt ở vòng đấu tiếp theo và tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Với đội tuyển U23 Việt Nam trước khi giải đấu này diễn ra vừa rơi vào một bảng đấu như thế này thì quả thực thì đó là một bảng đấu rất khó khăn dành cho U23 Việt Nam. Không phải là bây giờ khi mà chúng ta thất bại, đội tuyển U23 Việt Nam thất bại mà chúng tôi cố gắng tìm ra những lý do để làm sao mà bào chữa dành cho đội tuyển của chúng ta đâu. Nhưng quả thực là đội tuyển U23 Việt Nam đã phải rơi vào một bảng đấu quá khó khăn. Nếu như chúng ta nhìn sang những bảng đấu của những Thái Lan, những bảng đấu của Indo hay là Myanmar, thì rõ ràng là đội tuyển U23 Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu khó khăn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng điều đó cũng là điều mà quý vị và bạn cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng quả thực mà nói thì với cái lối chơi mà U23 Việt Nam chúng ta xây dựng và đặc biệt là những sự lựa chọn nhân sự của huấn luyện Hoàng Tuấn vẫn để lại rất nhiều điều. Nhiều người có nói rằng là không biết là lựa chọn 3 cầu thủ quá tuổi của huấn luyện Hoàng Tuấn đến đây không biết là để làm cái gì. Và thứ hai nữa là cả 3 trận đấu vừa qua, tại sao vẫn có một số những cái sai lầm mà huấn luyện Hoàng Tuấn vẫn lựa chọn thủ môn Quang Văn Chuẩn cho cái vị trí bắt chính trong khung gỗ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ở 2 trận đấu trước đó thì tôi nghĩ rằng là cũng đã có những sự bất ngờ khi mà trận đấu đầu tiên chúng ta mặc dù thắng trước Mông Cổ với tỷ số 4-2, thì đó là trận đấu mà Văn Chuẩn cũng để lại rất nhiều những sự lo lắng. Và sang trận đấu thứ hai thì tôi tin rằng là nhiều cổ động viên cũng có cùng một suy nghĩ rằng là có lẽ là Quang Văn Chuẩn sẽ dự bị thôi. Nhưng thật bất ngờ thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn tiếp tục lựa chọn Quang Văn Chuẩn. Và khi mà đã có tận 2 trận đấu như vậy rồi, thì trận đấu cuối cùng khi mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn lựa chọn thủ môn Quang Văn Chuẩn thì tôi nghĩ rằng cũng không có cái điều gì là bất ngờ cả. Bởi với một vị trí thủ môn mà nó là một vị trí mà cần phải thi đấu thường xuyên, cần có được sự ổn định. Và những gì mà huấn luyện viên Tuấn tin tưởng vào thủ môn Quang Văn Chuẩn thì chúng ta thấy rằng trận đấu ngày hôm nay cậu ấy đã ra sinh bắt chính ngay từ đầu. Bên cạnh những pha cản phá rất là xuất thần, chúng ta đều thấy rằng ngày hôm nay thì Quang Văn Chuẩn vẫn có những tình huống cản phá xuất thần và cứu thua cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng cái mối lo mà chúng ta vẫn hiện hữu thấy được ở thủ môn Quang Văn Chuẩn đó là tình huống đỡ bóng bước 1, thậm chí là rất nhiều lần đã bị lẩy ra và mất đến vài nhịp thì Quang Văn Chuẩn mới có thể khống chế được. Và đương nhiên tình huống bóng bổng vẫn là một nỗi lo rất lớn dành cho thủ môn Quang Văn Chuẩn, một vị trí cực kỳ quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam. Và kính thưa quý vị và bạn, sau khi mà trận đấu kết thúc thì ông Hoàng Tuấn đã có những chia sẻ và đặc biệt lần này thì ông lại có những lời chúc và những lời cảm ơn đến chính các hào trò của mình. Huấn luyện viên Hoàng Tuấn tin rằng là những cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam ngày hôm nay đã thi đấu rất nỗ lực và cái bàn thắng ở những phút muộn màng cuối cùng đó là phần thưởng vô cùng quý giá dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong một trận đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn trước một đội bóng được đánh giá là mạnh hơn chúng ta khá nhiều. Ở trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng là với đội tuyển U23 Ả Rập Xút thậm chí thì họ cũng chưa tung ra hết sức đâu và thậm chí thì họ cũng chưa tung ra những đội hình mạnh nhất của họ đâu. Bởi lý do thì cũng đơn giản thôi. Với việc là dẫn trước Việt Nam với tỷ số 1-0 ở trong hiệp 1 thì họ quá dễ dàng để có thể tính toán cho hiệp đấu thứ hai. Và việc với U23 Ả Rập Xút thì gần như chắc chắn họ sẽ có tấm vé đi tiếp rồi. Vì vậy mà ở trong hiệp 2 thì đội tuyển U23 Việt Nam mặc dù đã có những thời điểm chúng ta cố gắng để làm sao tìm kiếm những đường phản công, thế nhưng gần như nó đều là vô hại cả. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta đều thấy rằng với đội tuyển U23 Việt Nam
sử dụng một cái lối chơi rõ ràng là cần thiết, đó chính là phòng ngự số đông. Thế nhưng chúng ta phòng ngự số đông thế nhưng vẫn để cho rất nhiều những khoảng trống được mở ra, và đặc biệt là những vị trí giữa các hậu vệ biên cũng như trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là họ đã phối hợp không tốt, rất nhiều tình huống để cho những cầu thủ của U23 Ả Rập sút có những tình huống qua người rất đơn giản, và lập tức có một tình huống có thể nói là gần như là đối mặt với thủ môn Quang Văn Chuẩn. Một trận đấu tôi nghĩ rằng là khá nhạt dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta nói về một cái dàn cầu thủ trẻ, một dàn cầu thủ mà đối với huấn luyện viên Hoàng Tuấn có mong muốn rằng là họ đến đây đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm quý báu để chúng ta hướng đến trong cái World Cup 2026. Một cái lối chơi tấn công kiểm soát bóng để phục vụ cho huấn luyện viên Philippe Trochet. Thế nhưng ngày hôm nay thì quả thực mà nói, để mà nhìn ra những cái gì mà thực sự ấn tượng hay không thì chúng tôi cũng chưa thấy có bất cứ một cái điều gì ấn tượng cả. Bàn thắng mà đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta có được thì tôi nhớ không nhầm hình như đó cũng chỉ là một tình huống phản lưới nhà của một cầu thủ bên phía U23 Ả Rập sút thôi, chứ đó không phải là tình huống đánh đầu bên phía đội tuyển Olympic Việt Nam. Và thứ hai nữa là cái lối chơi mà U23 Việt Nam chúng ta thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay thì những đường tấn công theo quý vị và bạn rằng là chúng ta có thấy không? Thực sự là chưa có. Chúng ta không thể phối hợp ở khu vực giữa sân được, chúng ta không thể kiểm soát bóng được, mà chúng ta cũng không tung ra được những đường phản công chất lượng nào cả. Với đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với một đội bóng có một cái thể hình, thể lực và cái lực cá nhân tuyệt vời như là Ả Rập sút thì đương nhiên là chúng ta gặp những khó khăn là cũng một điều hết sức dễ hiểu thôi. Thì đây là một cái câu chuyện mà chắc chắn chúng ta cũng đã nói với nhau rất nhiều, rằng là bóng đá Việt Nam của chúng ta đang ở một cái vị trí như thế nào ở trên bản đồ bóng đá thế giới cũng như là bản đồ bóng đá của châu lục. Việc đối đầu với những đội bóng lớn như thế này, chúng ta cần phải tính toán cho một cái lối chơi hợp lý, một cái lối chơi phòng ngự chủ động và khoa học. Và đó là cái điều mà chúng ta cũng đã thấy được dưới bàn tay của huấn luyện viên người Hàn Quốc như là Park Hang-seo, hoặc gần nhất với đội tuyển U23 Việt Nam đó chính là Hun Kang-kyun. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thấy được điều đó dưới bàn tay của huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Có thực là như vậy. Với bóng đá Việt Nam, chúng ta luôn luôn mong muốn chúng ta hướng đến những mục tiêu cao hơn, hướng đến những cái mục tiêu World Cup. Đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ rằng chả có một cái cổ động viên nào mà chúng ta lại không mong muốn có được những điều đó cả. Với một đội bóng chúng ta chơi kiểm soát bóng, tấn công rực lửa thì ai mà chả thích. Nhưng phải nói thẳng với nhau một điều rằng là bóng đá Việt Nam của chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta đang như thế nào, và chúng ta liệu rằng có thể là thực hiện cái lối chơi đó hay không. Thì khẳng định một điều, với những gì mà đang diễn ra ở trong cái giải đấu vừa qua của ASEAN 19, chúng ta chưa thể làm được điều đó đâu. Thực sự là chúng ta chưa thể làm được điều như vậy. Một trận thua thì đương nhiên là cũng không phải là quá tệ hại, thế nhưng tôi nghĩ rằng đó là một trận thua mà cũng ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của những cầu thủ trẻ. Và chính điều này thì trong cuộc báo sau khi trận đấu kết thúc thì ông Hoàng Tuấn cũng có nói rằng là ông mong muốn một trận thua với tỷ số khoảng 0-2 thôi thì đó sẽ là một trận thua sẽ tốt hơn về mặt tâm lý dành cho những cầu thủ. Nhưng ông Tuấn có khẳng định rằng là mọi thứ thì cũng không sao, mọi thứ thì cũng đã qua, và ngày hôm nay thì những cầu thủ sẽ trở lại. Trời mưa như thế này thế nhưng cầu thủ vẫn tập luyện hưng phấn và cuối cùng thì họ vẫn trở lại một cách bình thường. Và ông Hoàng Tuấn cũng khẳng định rằng là đội tuyển U23 Iran đã có một trận đấu rất áp đảo hoàn toàn, từ những cá nhân cho đến những tập thể, từ tuổi nghề cho đến kinh nghiệm. Đương nhiên thì giải đấu này chúng ta đều thấy rồi, ông Hoàng Tuấn tung ra những đội hình đến đây quá trẻ, thực sự quá trẻ tuổi. Những cầu thủ thậm chí mới có 17, 18 tuổi thôi, mà để đối đầu với những đối thủ như là Ả Rập sút, để nó bằng tuổi thôi thì đã cực kỳ khó khăn rồi. Thế mà chúng ta lại đá với những thủ mà họ có kinh nghiệm lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên thì có lý do là ông Hoàng Tuấn muốn là những cầu thủ trẻ có những cơ hội để đúc kết kinh nghiệm. Thì một cái vấn đề mà chúng tôi đã lật ngược lại đó là chính là cái vấn đề về mặt tâm lý. Vấn đề tâm lý thực sự cực kỳ quan trọng. Khi mà những cầu thủ đến đây, tôi nghĩ rằng cũng cần có những lứa đàn anh lớn để làm sao họ cùng dìu dắt những cầu thủ của chúng ta để làm sao mà vượt qua những cái khó khăn. Bởi khi mà để cho họ tự đương đầu với những khó khăn, đôi khi là nó cũng để lại rất nhiều những ảnh hưởng, và thậm chí là hiệu quả nó không phải là tích cực nữa mà nó là để phản tác dụng. Và điều đó tôi nghĩ rằng là vừa qua những cầu thủ đang trải qua những vấn đề về mặt tâm lý rất là lớn khi mà chúng ta phải đối đầu với những đối thủ như Iran hay là Ả Rập sút, những trận đấu mà gần như là những cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam không có được bất cứ một cơ hội nào để chúng ta thể hiện cả. Ở trận trước chúng ta thua 4-0, chưa có bàn thắng nào. Trận này chúng ta có được một bàn thắng, thế nhưng như là nói đó là một tình huống mà chúng ta không phải là một tình huống tổ chức tấn công tốt, mà tình huống phản lưới nhà đến từ hậu vệ bên phía đội tuyển U23 Ả Rập sút.
quá nhiều những khó khăn, quá nhiều những vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những sự nhìn lại một cách thích đáng nhất. Chúng tôi vẫn nhắc về cái câu chuyện rằng là hiện nay chúng ta hãy làm việc với hai cấp đội tuyển, với hai huấn luyện viên chuyên biệt. Đội tuyển quốc gia đương nhiên hiện nay tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là huấn luyện viên Philippe Trochet thôi, nhưng với cấp độ đội tuyển U23 hãy làm việc với một con người cụ thể. Và con người cụ thể đó đây là ai thì chắc chắn là tôi cũng không phải nhắc lại quá nhiều. Một người mà nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam nhắc đến đó chính là Minh Gong Kyun. Hãy làm việc một cách chỉnh chu, chuẩn chỉ và chắc chắn để làm sao mà chúng ta khi đối đầu với các đối thủ không để lại những trận đấu theo cái kiểu như thế này. Cầm bóng đến 20% mà gần như là chỉ biết trông đỡ thôi, không có bất cứ một cái pha phản kháng nào, đúng không ạ? Thực sự là buồn. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại vào bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn về tương lai và hãy nhìn những trận đấu sắp tới cùng với cấp độ đội tuyển quốc gia, những trận đấu giao hữu, và hãy cùng chờ xem là chúng ta sẽ cùng thể hiện như thế nào nhé. Còn quý vị và các bạn có nhận xét như thế nào về màn trình diễn ngày hôm nay của đội tuyển U23 Việt Nam thì hãy để lại cho chúng tôi một like và một bình luận của mình ở phần phía dưới video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.